Ok, chào mọi người. Hôm nay shop lại gửi cho mọi người ít lưỡi câu nha mọi người. Thì hôm nay sẽ lên cho mọi người là 21 mã lưỡi câu. Một mã nó gồm khoảng 5-6 bịch vậy mọi người. Nó mình gom lại cho mọi người dễ chốt. Rồi, shop bán hàng thì cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip shop lên á thì anh em gửi về shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Ok, đi gửi mọi người mã số 1. Thì mã số 1 gồm 1 2 3 4 5 5 túi nha mọi người. Đó. Đa phần sẽ là lưỡi giật nhé. Bịch này sẽ là đủ lưỡi luôn. Đây. Sẽ công thế này. Hôm nay thì chuyên về cho anh em dạng câu ngâm, câu đài, mà anh em câu đài thì anh em sẽ săn hàng. Đó. Đây cũng vậy. Lưỡi này lưỡi số 16, lưỡi QH. Lưỡi Gamakatsu sẽ số 13. Lưỡi cái gọng sẽ quéo như thế này. Lưỡi mà anh em bảo là tự động đó. Lưỡi này là lưỡi Gamakatsu gọng dài. Để mình đo cái mã số 1 thì cho mọi người xem. Đó. Bịch này thì lưỡi này rất là dài nha mọi người. Đây. Phần lưỡi nó đây, rất là dài. Cái đuôi của nó dập thế này. Đó. Đây. Để cho anh em dễ tóm lưỡi nè. Đó. Thì đa phần sẽ là những cái lưỡi này mình gom một mã nó sẽ form nó sẽ na ná giống nhau luôn này, nó không lớn hơn nhiều. Đây form nó thế này, một ly nhé. Thì ô tập của mình đo cho mọi người là ô tập 1 ml nha mọi người. Ô tập 1 ml, ô tập 8 ml. Rồi giá công khai mã số 1 giá là 100k người, 100k cộng ship mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 gửi cho mọi người 1 2 3 4 5 túi nhớ người. Đây có lưỡi Gamakatsu lưỡi gọng dài, xe này sẽ số 15, lưỡi này của hàng Nhật luôn. Đó. Đây form xe lưỡi nó thế này. Đó. Anh em gọi là lưỡi tự đóng gì đó. Đây đó. Một bịch này nó đủ bịch đủ lưỡi cho mọi người 15 lưỡi. Bịch này một bịch QH lưỡi gọng dài. Đó. Mấy cái lưỡi này rất là bén nha. Bên này cũng còn đủ lưỡi luôn, rất là nhiều. Gamakatsu số 15. Đây, form nó đây. Form lưỡi nó quéo như thế. Loại này chuyên về cho anh em câu ngâm nhé. Đây, Gamakatsu số 12. Loại này cũng chuyên về cho anh em câu ngâm luôn. Gồm 1, 2, 3, 4, 5, 5 túi nha mọi người. Form lưỡi nó sẽ ra má nhau. Nó không lớn hơn bự hơn nhiều đâu. Rồi, 5 túi này mình bán với giá vẫn vậy người. 5 túi này giá cũng là 2 giống là 100k nha mọi người. Để mình đo xe lưỡi này cho mọi người xem. Đây, lưỡi quy ha. Cái lưỡi này rất là bén nhá. Đây. Siêu bén luôn. Mã số 2 cũng chuyên về cho anh em câu ngâm nha mọi người. Chuyên về câu ngâm nhiều hơn. Đây, không lẫn như thế này. Đó. Lưỡi có ngạnh nhé. Rồi mã số 2 giá là 100k như này, 100k mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 gửi cho người 1 2 3 4 5 6 túi nha người, 6 túi. Bịch này 2 lưỡi nha mọi người, để cho người luôn. Đây lưỡi Gamakatsu xe số 2 nè, xe số 12 chứ, lưỡi gọng dài có ngạnh ngược trên lưng nhé. Cái này thì chuyên về cho anh em nào câu ngâm câu bằng mồi tép không thôi, mồi trùng không người. Đó. Cái này thì nó có ngạnh ngược này thì cá nó rất là khó rút con mồi của anh em mắc nha. Lưỡi này lưỡi con lưỡi chiên săn hàng luôn, lưỡi này rất là bự. Đó. Để hồi mình lo xe lưỡi cho người xem. Lưỡi Gamakatsu xe số 11, form nó cong như thế này. Đó. Gamakatsu xe số 11. Đó. Ba bịch này là rất là đắt tiền nha người. Đây cũng là Gamakatsu xe số 11 nhé. Form nó sẽ cong như thế này. Đó. Để mình đo cái bịch săn hàng cho mọi người xem. Mã số 3 gồm 6 túi nha mọi người. Đó. Giá vẫn vậy người, giá cũng là 100k luôn. Đó. Đây. Lưỡi này thì cực kỳ dày nha mọi người. Đây. Cái bảng nó dày cua luôn nè. Đó. Rất là bén nha. Dạng form hay form tự đóng như của anh em bữa hôm anh em hỏi nè. Đó. Đây xe lưỡi đây. Đó. Chuyên về cho anh em câu ngâm nhé, săn hàng. Bề ngang cái này nó rơi tầm khoảng 1 2 3 rơi tầm khoảng 14 ml nha mọi người.
xay lửng rất là bự, thơm cũng cực kỳ dày nhé. Rồi giá mã số 3, giá cũng là 100k nha mọi người. Tiếp theo mã số 4, mã số 4 gửi cho mọi người một cái lửng sân hàng nè, nè 1 2 3 4 5, 5 túi nha mọi người. Đây nữ hoàng nãy mình có đo nè, nè lửng này cũng cực kỳ dày, lửng này vừa đo xong cũng rất là dày luôn đó. Lửng gam ba su xe số 12, form cộng như thế này đó. Lửng QH xe số 16 đó. Đây một lửng cho anh em về cầu câu cá chê vàng, câu thắt lát nè, form như thế này đó. Lửng cũng từ Nhật nha mọi người đó. Rồi đem đo cái lửng xe số 12 cho mọi người xem, mã số 4. Rồi mã số 4 bán với giá cũng vậy này, vẫn là 100k. Nếu tính ra đồng giá thì nó khoảng 20k một túi thôi. Đó. Ok. Đây. Gamma Casu xe số 12 form thế này. Đó. Lửng này thì siêu bén nhá. Rồi, giá mã số 4, giá là 100k. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 gửi cho người là 1 2 3 4 5, 6 túi nha mọi người, 6 túi. Lửng này lửng QH. Đó. Đây, QH. QH số 13, form rộng dài. Lửng cho anh em câu chê vàng, thắt lát, đó, câu đài, câu ngâm. Đây, lửng rộng dẹp, form gọn dài. Đó. Yamakasu xe số 10, lửng vàng. Đó. Form ngạnh như thế này. Yamakasu xe số 10, lửng trắng. Yamakasu xe số 10 lửng trắng. Đó. Đây. Đó. Rất ok nhé. Để mình đo bịch nhà Yamakasu lửa dẹp người xem. Rồi mình bán với giá cũng vậy người. Cái này có 6 túi luôn hả ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 túi này. Giá cũng là 100k luôn nha mọi người. Đó, 100k 6 túi. Đo cái xe lửa này cho mình xem. Lửa là lửa phun dẹp. Đó. Em ơi, không lửa đây. Lửng miếng lửng gamma này thì rất là bén rồi nha mọi người yên tâm. Đó. Đây, thế này. Đó. Con này có bằng mồi trùng không mà tép lắm người, mọi người xỏ bít cái lửng luôn. Đó, cho con cá chụp vô một cái là dính lên. Thì lửng cũng dài nè, chuyên trị miếng cá nào ham ăn háo ăn đó, nó sẽ chụp sẽ nuốt không hết cái lửng đâu mọi người. Nó chỉ nuốt tới đây thôi. Đó, cho nên em dễ lấy ra nhé. Lửng này đều có ngạnh trong người, lửng có ngạnh. Rồi giá mã số 5, giá cũng vậy, giá cũng là 100k. Tiếp theo mã số 6, mã số 6 gửi cho mọi người lẫn là lửng Yamakasu. Đây mọi người, Yamakasu xe số 12 nè, lửng đỏ. Yamakasu xe số 12 lửng đỏ, 2 túi luôn. Đó. Đây, cái này rất là xịn nha. Lửng đỏ. Đó. Yamakasu xe số 9 lửa vàng, cái này còn khoảng còn 4 lửa thôi nha mọi người. Lửa gọng vuông này nè, đó, gọng vuông này cho anh em câu ngâm câu đài nè, đó. Lửa nó vẫn của Nhật luôn nha mọi người. Đây. Cái này có 1 2 3 4 5 6 túi nha mọi người. Quá ok luôn, 6 túi. Rồi, giá là 100k nha mọi người, để mình đo cái xe lửa đi cho mọi người xem. 6 túi giá 100k. Đây xe lửng đây đây. Đó. Đó mọi người. Đó. Đây, chuẩn về cho anh em câu đài của ngâm nhé. Đó. Săn hàng. Rồi, giá mã số 6 giá cũng là 100k mọi người. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 gửi cho mọi người là 1 2 3 4 5, 6 túi luôn. Đó. Đây là Yamakasu xe số 10. Thì là bịch này hình như là nhiều hơn cái số nó để trong đây mọi người. Đây lửng trắng nha. Form ngạnh quéo vô, lửng có ngạnh. Yamakasu xe số 12. Đây. Lửng vàng. Yamakasu xe số 10, bịch này một đống luôn. Đó, bịch này sẽ hơn cái số lượng nó để trên bịch luôn mọi người. Mua bịch này khá là ngờ nha. Yamakasu xe số 8, bịch này thì nó bị thiếu lửa rồi. À, thấy nó hơi bị thiếu ít ít nè. Đó. Yamakasu xe số 14. Bịch này có một đống lửa luôn. Đó. Một bịch lửa của Nhật không biết tên, đọc không được.
Đó, 1 2 3 4 5 6 đây, đây, đây. Mã này thì anh em lấy về cũng khá là hời luôn nè. Đó, rất là nhiều lửng nhé. Để mình đo cái xe số 14 cho mọi người xem. Đó. Lửng này chiên về anh em con ngâm này. Đó, con ngâm sang hàng. Đây. Lửng khá dày nha mọi người. Đó. Có một số anh em thích cái loại này nè. Dạ anh em bảo là lửng tự đóng gì đó. Cá ăn vô rồi dính liền. Đây, phơm lửng ở đây. Đó. Rồi, giá mã số 7 giá cũng vậy nha mọi người, giá là 100k luôn. Nói tiêu dùng nó nhiều ít cũng được. Bản đồng giá. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì cái mã này chuyên về cho anh em câu đài nhiều hơn nhé. Câu đài, câu chép. Đó, đây, lửng gam cao su, lửng đen. Đó. Xe số 2 nè. Đó. Lửng cũng bự nha mọi người. Đó, cho không phải lửng nhỏ đâu. À, chuẩn cho anh em về câu chép, câu cá chê, câu cá rô, câu phi, câu đài. Gamakasu xe số 2 nữ hoàng nè. Đó. Thì lữ này nó có ngành ngược nha mọi người. Có mấy cái có ngành ngược nè. Lữ Goron, lữ này lữ xe số 4 và lữ không ngành nhé. Cái nào không ngành thì mình nói không ngành, cái nào mình không nói mình đều có ngành nha mọi người. Đây, thấy không? Phơm lữ nó sẽ na ná nhau. Hai bịch lửng này đó. Hai bịch lửng này thì là lửng có ngạnh nhé. Phơm nó na ná nhau nhau người đó, phơm nó na ná nhau, nó không có chênh lệch nhau nhiều hết. Cái này có 1 2 3 4 5 túi nha người, 5 túi này giá là 100k nhé. Để mình đo cái xe số 2 cho mọi người xem đó. Mã số 8 giá 100k, đo xe số 2 cho anh em xem đó. Rất là chuẩn cho anh em về câu đài nhé, câu đài con cục chép, cá chê, cục phi. Đây mọi người, phơm lửng để cho tập đây. Đó. Rất ok nhé. Một ô ly, chiều ngang của cái lửng này sẽ là 80mm nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai mã số 8, giá cũng vậy người, 100k mã số 8. Tiếp theo lên đây, lên đây sẽ là ít lửng nữa. Tiếp theo sẽ là mã số 9. Mã số 9 gửi cho người mã này thì chuyên về săn hàng này. Đây, lửng Gamakasu xe số 16. Lửng bự nha mọi người. Đó. Lửng này thì không biết tên. Đây. Cũng là lửng công vô, lửng đen. Lửng này cũng vậy. Lửng này lửng chữ U. Đó. Đây một bịch săn hàng hồi nãy mình có đo đó. Bịch bịch này cũng săn hàng luôn nè, bịch này lửa bự ra. Đây một bịch lửa quang săn hàng đó, lửa của Kim Du đó. Thì mã số 9 này có 1 2 3 4 5 6 6 bịch nha mọi người, 6 bịch giá 100k đó. Một túi chưa tới một túi này chưa tới là 20k này. Đó. Rất ok. Đó. Được cái anh em nhiều có phơm lửng anh em lựa chọn anh em câu. Đây, phơm lửng số 16 lửng Makasu đây. Đó, lửng thì rất là bén rồi nha mọi người. Để vô là lủng lửng liền, lủng tay đi. Đây. Đây, phơm lửng đây. Đó. Rất ok nhá. Rồi, giá mã số 9, giá là 100k luôn nha mọi người. Mã số 9 giá 100k. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 gửi những người lửng săn hàng. Đây, lửng owner săn hàng. Hồi nãy có đo cho anh em xem rồi. Đó. Lửng khá là dày và bự nha. Phơm công vô. Lửng Gamakasu xe số 18. Đó. Khỏi bàn. Lửng dẹp, lửng Gamakasu xe số 15. Đó. Nãy mình cũng có đo cho anh em xem rồi. Lửng Gamakasu xe số 16. Phơm công vô. Và lửng Gamakasu xe 16. Đó, mã này thì chuyên về săn hàng luôn nhé. Lửng tương đối bự. Đó. 1 2 3 4 5, 5 túi này. 5 túi này giá công khai cũng vậy người, giá là 100k nhé. Tiếp theo mã số 11. Mã 11 gửi cho mọi người là 1 2 3 4 5 6 6 túi nhé.
Cái này thì vừa về con ngâm vừa săn hàng, có mấy mã nè, ba cái túi này là chuyên săn hàng nha. Đây Yamakasu C 16 18 chứ, Yamakasu C 18 được cái du lữ nữ hoàng rồi mọi người đó. Thì ba túi này thì chuyên về cho nên săn hàng, ba túi này thì chuyên về câu ngâm, dạng câu cảm giác đó. Nó câu ngâm thôi, mấy cái này cũng đánh cũng rất ok nha mọi người đó. Lữ này là Yamakasu C 12 phơm công như thế này đó. Lữ lữ bịch là bịch này thì mình không biết tên đó. Cái này về được lẻ tẻ mấy bịch nhưng mà chia để lô cho anh em bán cho anh em luôn đó. Nó sẽ công phơm công công như thế này, anh em có thể tấm lăn xê câu chép hay anh em câu cá trắng cũng được, ok lắm. Lữ cái ma su lữ xe số 10 xe số 9 nè, được dẹp để mình đo cái bịch săn hàng cho mọi người xem nhé. Lữ các Yamakasu số 18 này còn niêm phong, xem cái này còn luôn, bịch này cũng còn nữa. Để mình đo cái này đi, đo bịch lưỡi đi, nãy giờ chưa đo cái mã này. Đó, cái kia nó còn niêm phong hết đây. Mấy cái lưỡi nhật này thì anh em yên tâm, độ bén và độ chắc của nó thì khỏi phải bàn. Mọi người phơm lưỡi ra đây. Đó. Rất ok nhé. Lưỡi này thì câu cá chép thì khỏi bàn. Đó. Mình hay lấy lưỡi này mình câu cá chép. Ở đây, phơm lưỡi như thế này. Đó. Rồi, giá mã số 11, giá là 100k nha mọi người. À, mã 11 100k. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12 gửi cho mọi người 1 2 3 4 5 5 túi lưỡi cho mọi người. Đây, lưỡi Yamakasu số 13. Yamakasu số 13. Lưỡi này có ngạnh ngược cho mọi người. Đây, ngạnh ngược trên lưng nhé. Yamakasu số 13, số 14 lưỡi đen. Đó. Yamakasu số 11 lưỡi đen. Yamakasu lưỡi dẹp. Đây. Phơm sẽ na ná nhau hết nha mọi người. Phơm và xây lưỡi sẽ na ná nhau, chứ nó không lớn không nhỏ hơn đâu. Đó. Rồi 1 2 3 4 5 5 cái túi này, giá mã số 12, giá cũng là 100k người. Tiếp theo mã số 13. 13 gửi cho mọi người là 1 2 3 4 5 6, 6 túi nha. Thì đây, lưỡi này thì nãy giờ mình có lên có đo cho mọi người xem rồi. Đó, lưỡi owner phơm cục, lưỡi sân hàng. Gamma số 18 hồi nãy có đo rồi. Đây, còn niêm phong nữa. Gamma số 18, Honor số 14, lưỡi này số 14 và lưỡi quang đây. Cái này thì nó thêm bịch này, bịch này lưỡi màu hồng, có 4 bịch màu hồng, một bịch cái kia đã được sử dụng rồi. Đó. Thì mã số 13 này nó có 6 túi người, 6 túi giá cũng vậy người, 100k mã 13. Tiếp theo 14. 14 gửi cho người là 1 2 3 4 5 6 7 có 7 túi đi trời. Cái đây lộn không ta? Lưỡi này rất là hay em ơi. Lưỡi owner phơm dẹp thế này. Đó. Lưỡi 14 Yamakasu. Lưỡi số 9 Yamakasu. Đó. Lưỡi số 9 Yamakasu. Lưỡi số 12 Yamakasu. Lưỡi số 13 Yamakasu và lưỡi số 8 Yamakasu. Phơm lưỡi thì nó sẽ gần gần giống nhau. Đó. Đây. Đây. Đó. Để mình đo cho anh em túi này. Đó. Túi này nó sẽ gần bằng giống mấy túi này hết nè. Phơm lưỡi nó na ná nha thôi mọi người. Mã số 14 giống vậy người, giống là 100k. Đó. Chung thì do về theo lô mọi người, nó chỉ có 1 2 túi thôi. Đó, nên đăng bán lẻ không khó, hơi gồm rồi combo bán cho mọi người luôn. Đó. Đây phơm lưỡi nữa đây. Đó anh lưỡi nhật thì rất là bén nha mọi người. Rồi giá số 14, giá cũng là 100k người. Đó. Tiếp theo mã số 13. 13 gửi cho người 1
2 3 4 5 5 túi nha ngay. Gamakatsu size số 10, size số 3 nè, lữ quang. Lữ này chuyên về câu chép nha, câu chép, câu cá hanh, cá cháp. Lữ này thì lữ Makita Kinru. Lữ này lữ số 9. Lữ này cũng chuyên về cho anh em câu cá chép, câu cá hanh, cá cháp nha. Đó. Nó bằng lữ Gamma số 6 nè mọi người thấy không? Lữ Gamma số 11. Đó. Lữ dẹp cũng chuyên về cho anh em câu cá chép, câu cá hanh, cá cháp. Gamma số 11. Rồi mặt số 1 đây cũng bằng nhau với phơm số 9 luôn, nó ná nhau thôi à. Nhỏ hơn hoặc chênh lệch nhau một tí thôi, đây mọi người thấy rõ à. Để mình đo xe lửng số gamma số 3 này cho mọi người xem nhé. Cái này thì có 1 2 3 4 5 5 túi này giáo vậy người, giáo là 100k. Lữ gamma số 3 luôn này. Đó. Cái này thì nó rất là bén. Khỏi phải bàn. Đây, phơm lửng đây mọi người. Rồi, giá cũng vậy mọi người, giá mã số 15, giá là 100k. Đó. Tiếp theo sẽ là mã số 16 nhé. Mã số 16 gửi cho người là 1 2 3 4 5 5 túi. Yamakasu sẽ số 10. Yamakasu sẽ số 10. Yamakasu sẽ số 10. Yamakasu sẽ 11 và Yamakasu sẽ số 10. Phơm lửng nó giống nhau. Nó ná nhau. Có cái lửng số 10 này hơi nhỏ một tí. Đây mọi người. Đó. Cái này thì chuyên về cho anh em câu chép nhé, câu chép, câu phi, câu đài, anh em câu cá hanh, cá cháp. Để mình đo cái xe số 10 này đi. Đó. Rồi giá có vậy người, giá mã số 16 giá vẫn là 100k thôi. Đó. Cái này thì bằng giá, đồng giá hết. Đây, phân lửng đó mọi người. Đó. 100k nha mọi người, 100k. Mã số 16 nó gồm 5 bịch. 5 bịch Yamakatsu. Tiếp theo mã số 17. 17 thì lên cho mọi người phơm lửng chuyên về cho anh em câu hanh, câu cháp, câu phi, câu cá chép, câu cá chê. Đây mọi người. Lửng này gồm 4 túi. Đó. Lửng cộng vuông, nữ quang. Lửng này lửng Yamakatsu. Đó. Xây này mọi người. Đó. Đó. Sẽ nhỏ xin số 9 một tí. Yamakatsu xin số 9. Yamakatsu xin số 9. Yamakatsu xin số 4 và ra và một cái Miron lửng không ngạnh xin số 4. Đây mọi người. Form nó sẽ na ná nhau. Cái lửng Yamakatsu số 4 này nè, anh em về câu cá hanh, cá cháp, câu chép là vô tư nha mọi người. Lửng rất là dày và bự nhé. Lửng này cũng vậy, lửng không ngạnh này về anh em câu phi, câu chép cũng ngon lành. Đó. Lửng này thì nó dập ống vuông ở trên đây mà ngọc sỏ có sỏ lỗ cho anh em dễ tóm nè. Đó. Rồi giá công khai mã số 17 giá cũng vậy người, giá là 100k. Đó, để mình đo cái xe lửng này cho người xem. Cái mã số 4 nè. Đó. Số 4 này sẽ bự hơn mấy số 9 tí nha mọi người. Bằng ô tôn luôn, bằng ô vuông tí. Rồi giá cũng vậy người, giá muốn là 100k mã số 17. Tiếp theo mã số 18. 18 gửi cho người là 1 2 3 4 5 5 túi. Vẫn là một bịch của hàng cái này có nơ quá. Đây nữ cộng vuông nha người, đây cộng vuông nữ quang. Gamakatsu sẽ số 8 nè. Lửng bịch này thì rất là nhiều lửng giống người, bịch này nó gồm 2-3 lửng luôn, 2-3 bịch nó gồm chung một bịch luôn người. Đây siêu nhiều lửng luôn, đã mua cái này rất là ngon. Gamakatsu sẽ số 8 lửng dẹp. Gamakatsu sẽ số 7
Yamakasu số 8 đó. Form lử cái này thì nó sẽ na ná nhau thôi nha mọi người, giống nhau một tí. Rồi để mình đo cái xe số 8 cho người xem đó. Rồi mã số 18 giống vậy nha, giống là 100k đó, 100k mã số 18. Cái này nó còn niêm phong nữa sẽ ra phơm dẹp mình lắm người đó, anh em về câu về phản hồi đánh rất là ok nha. Đó, lửa này cá nó không nhát. Để không tập đâu người xem này, ngon lành nhá. Mọi người, đó, ok nhá. Rồi, giá mã số 18 giá cũng vậy người, giá cũng là 100k. Rồi tiếp theo mã số 19, mã số 19 sẽ lên mã cho anh em về cột chép copy nhá. Yamakasu xây số 7.5 nè, boron lửa không ngạnh. Yamakasu xây số 8. Bịch này nó khá là đắt tiền, nó bán là 350 yên, nó ra tầm khoảng gần 60.000 một túi lửng này. Trời ơi. Yamakasu xe số 9 và Yamakasu xe số 12. Đó. Thì cái này có 1 2 3 5 túi nha mọi người, 5 túi. Đó. Để mình đo cái xe lửng cho mọi người xem. Cái xe này thì anh em cột chép là ngon lành, cột chép cục. Cột cá chép. Còn cái cháp của cái hành đó. Cái hiệu gì nè mọi người, đây để ra một cà su ở đây lửa rất là bén nha. Đây phong lửa như thế này đó. Rồi giá mã số 19 giá vẫn vậy, giá vẫn là 100k. Tiếp theo mã số 20 thì lên cho mọi người cái mã này thì chuyên về cho anh em câu cá rô cá giết nhiều hơn. Câu cá rô cá giết cái gì cái giò. Đây lử Yamakasu xe số 9 mọi người, phơm câu cá rô đồng nè, nó rô đồng. Yamakasu xe số 8 đó, phơm này cũng câu rô đồng luôn nha. Cái này là Yamakasu xây số 7.5, một túi này sẽ có 20 lữ. Bao bì khá là xịn sò nha anh em. Trong đây nó có lữ trong đây nhé. Yamakasu xây số 9 đây. Rồi một lữ này của Nhật xây số 5. Phơm mình sẽ nhỏ một tí nha mọi người. Rồi để mình đo cái xây số 9 cho mọi người xem. Đo xây số 9 này chuyên về cho anh em cột cái rô nhé. Rô đồng cá chê đó. Câu cá giò cái gì cũng có ok nhé. Đây là phơm lửa đây. Đây ngon lành nha. Rồi mã số 20 mình bán giá công khai cũng vậy nè, vẫn là 100k. Tiếp theo mã 21 gửi trong người là một số mã lử chuyên về cho anh em câu cá rô, cá đồng, cá chê, cá phi, cá giết. Đây lử nhỏ nha mọi người, lử nhỏ, lử quang. Đây cũng vậy, một bịch lử quang 1 2 3 4 túi, 5 túi nha mọi người. Yamakasu xe số 9 nè, phơm nãy mình vừa đo xong, cái này cũng Yamakasu xe số 9. Lửng này thì không biết tên, nhưng mà lửng cũng bằng xe số 9 của Yamakasu nè mọi người. Đó. Hai lửng này lửng gồng vuông, cũng về anh em câu cá rô đồng, câu cá chê. Rồi, giá công khai mẻ 21, giá cũng vậy người, giá vẫn là 100k. Rồi đó tổng cộng 21 mã lửng lên mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng mã nào có thể chốt để là shop điện thoại, shop tự động liên hệ mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.